Hey, chào mừng những người bạn vui vẻ ở kênh Tâm Chè Vĩnh Long nha. Hôm nay là các bạn biết sao không? Mình mua ở ngoài cháo Hà Nội nè các bạn. Đây là cái nồi này là 10 tô. Tính mua cho Thánh Ăn Cái Tàu ăn các bạn. Nhưng mà Thánh Ăn Cái Tàu bây giờ ổng bữa nay ổng mất đi Mỹ Tho rồi các bạn. Ổng ăn Mỹ Tho rồi, đi Mỹ Tho rồi 10 tô. Thành ra mình tính quay review ở ngoài quán luôn các bạn. Nhưng mà không ngờ là ổng mất đi Mỹ Tho rồi. Thôi bây giờ mình đem về mình xử luôn mọi người ơi. Mình kêu chủ quán á, bỏ vô cái bọc các bạn, bỏ vô 10 cái bọc rồi mình đem về đổ vô nồi nè các bạn. Đây rồi tới phần đồ ăn đây các bạn, 10 phần, mỗi phần 25.000 mọi người. Cháo Hà Nội này thì có lòng nè các bạn, rồi có cuốn họng nè, rồi có cái dồi nữa, dồi của người miền Bắc đó các bạn. Món này của người miền Bắc bán nha mọi người. Đó, thành ra thấy ngon muốn review cho các bạn xem, nhưng mà tới nay cái tàu mất đi bắn hoa bắn bông gì ở Mỹ Tho rồi mọi người. Đó, giờ mình thăm xôi rồi, mời tất cả các bạn cùng ăn luôn nha. Để gần được nha. Rồi đây các bạn, đây là 10 tô nãy giờ mình hâm rồi, mình múc ra nè mọi người. 2 4 6 8 10. Đây là 10 phần á các bạn, mỗi một phần như vậy là 25.000 mọi người. Nha, mỗi phần như vậy là 25.000 cho các bạn xem nha. Đây là các bạn. Một phần cháo Hà Nội nha các bạn, cháo huyết hậu Hà Nội vậy là 25.000 mọi người. Đó, vậy có rau nữa nha. Đó, có rau rồi có ớt, nói chung là nước chấm đầy đủ nha mọi người. Đó, bây giờ mời các bạn cùng ăn nha. Tại vì cái này đáng lẽ là mình mua cho Thánh Ăn Cái Tàu ăn, nhưng mà Thánh Ăn Cái Tàu á các bạn biết đi đâu không? Đi Mỹ Tho bán kiển rồi, phụ bán kiển. Rồi về không được, ngon quá mọi người. Ngon. Ủa bán kiển tại nó về không có được. Nằm bánh chanh thôi các bạn. Nói chung người ta bán thì cháo cũng không có nhiều các bạn. Nhưng mà này để dành cho mấy ông xỉn nha. Ngon quá các bạn. Đó, người Bắc. Này của người Bắc nấu. Này của người Bắc nấu mọi người ơi. Dạ hết ăn rồi á, ngon. Tính mua Thánh Ăn Cái Tàu mà Thánh Ăn Cái Tàu ăn, Thánh Ăn Cái Tàu không có Tâm Chè làm luôn. Hết ăn rồi chọc hôm nay thứ bảy các bạn. Có vô trường đâu mọi người. Còn quá mọi người. Nên người ta bán vậy rau. Bạn thích ăn diện đó ha. Hôm nay mình đem về nhà rồi mọi người. Tại chợ Thánh Ăn Cái Tàu hoài không được, không phải đem về nhà nè. Cái này bán ở chỗ cái tòa nhà 15 tầng khu hành chánh của thành phố Vĩnh Long đó các bạn. Khu hành chánh của tỉnh Vĩnh Long đó. Gần tòa nhà 15 tầng các bạn. Này là cháo Hà Nội 25.000 phần. Thịt nhiều lắm mọi người. Nói chung có lòng, có huyết. Vào trường. Vào trường nè các bạn. Đó. Sắp đi đã. Ngon. Nêm nếm như miền Nam mình nha các bạn. Tại cái em này rồi. Chỗ này bán là người Bắc nhưng mà người ta nêm nếm giống như người Nam mình. Ngọt, đậm đà. Ngon. Quá là ngon. Đã rồi. Hết rồi. Xong một phần rồi mọi người. Tắt rồi. Thôi hết phần mình ở đây. Ớt cay đã. Cháo thì ngọt, đậm đà. Không quá mọi người. Nấu hơi lỏng các bạn. Đây nấu hơi lỏng. Mà các bạn biết không? Lỏng vậy mới xỉn khoái lắm. xịn đề lắm, lâu nè mọi người. Ngày Thánh Ăn Cái Tàu không ăn thì Thánh Chè ăn. Ôi nóng quá. Đã. Ngon. Cái có câu họng nữa các bạn. Câu họng do trường. Do trường mọi người. Đó. Trời không ra làm. Sao kêu bọn gì quên. Gì quên em. Nè. Quên rồi, tự nhiên cái gì đó. Cái gì cũng ăn, thấy ngon. Ngon thận quá. Ngon. Nhìn cũng hấp dẫn không? Ngon, không. Còn 8 phần. Ngon. Cực kỳ luôn mọi người. Đúng rồi. Hai chén hai tô, làm tô thứ 3 các bạn, ngon quá. Chỗ này nấu xuất sắc. Rồi phần ăn của Thánh Ăn Cái Tàu, Tâm Chè lưỡng luôn. Đây, tô thứ 3 mọi người ơi. Đây đây đi, có chanh ăn ngon các bạn. Ở đây nấu, các bạn hay biết không? À, nó cũng không đặc không mọi người, mà cũng không lỏng, cũng vừa ăn á. Anh nãy mình mua, hồi sáng mình mua trà lỏng, ai hay nhà lỏng ở Mỹ Tho. Rồi mình đem về nhà luôn. Chứ sao giờ? Tết mà, ai cũng bông ba hết các bạn em. Mà nhìn thấy củ họng này, đã không? Tết ai cũng bông ba, kiếm cái mưu sinh. Người Bắc mà ta ở trong đây lâu quá các bạn, người ta nấu ăn Đức cũng giống mình thôi, giống người miền Nam, đậm đà, ngọt, dễ ăn. Làm cho hết tô thứ 3 luôn mọi người. Đúng là chất lượng nha các bạn, lòng là không phải phèo gì đâu nghe mọi người, toàn vô chuông không mọi người. Bao tử. À, bao tử. Vô chuông cũng có, bao tử cũng có. Cuốn họng nữa. Không cỡ, đúng chất lượng. Thấy mình tưởng đau mắt nhưng mà không mắt mọi người. Ba phần. Quá nặng. Đó là nặng miếng này nữa các bạn. Mình chành vô. Này mà uống rượu đế là bá phát nha mọi người. Để lên sôi liu riu ha. Uống rượu đế hết ý. Đó. Ngon. Ngon thiệt là ngon. Cũng... làm vô đây luôn các bạn này. Cho luôn chế này vô đây luôn. Xước. Cái em giò. Không cái dồi. Từ Bắc làm ngon. Có cái lá gì thơm lắm các bạn. Không biết lá gì. Làm ơn. Bắc thích làm món dồi heo á. Đó là cũng làm dồi. Không biết có gì chúng ăn thấy ngon, kèo phải. Ngon. Này quá. Quá cả mọi người. Tôi thứ tư muốn gần ngò mọi người. Mười phần 250.000 mọi người. Phở cháo Hà Nội kêu người ta múc ra cho đỡ. Trời ổng. Rồi kêu người ta đỡ vô bọc. Găm về đây hâm lại. Làm miếng rau. Miếng rau ngon. Hết 10 phần mới làm thánh nổi. Mới phần thứ tư rồi. Chè làm thánh dễ. Chè đâu có làm thánh đâu. Làm tổ thứ 5 mọi người ơi. Gán này. Tổ thứ 5. Phần này phần con thánh phải nhông chè vô ăn mà. Các bạn chè nó. Bóp vô đây luôn các bạn. À 11 chén. Đó là người ta bán người ta cũng để riêng y hệt vậy đó các bạn. Nhìn hấp dẫn không? Đã không? Làm vô miếng canh. Ai? Đó, làm vô miếng canh. Sướng thiệt. Làm tô thứ 5 cứ bộ muốn no no rồi làm bánh không nổi, chắc gắn tô thứ 6 rồi xong. Quá trời, bắt đầu là chưa no nhưng mà thấy ngán thật, tại nhiều quá. 5 bát về con chè hết 5 bát thịt về, các bạn thấy thịt trời. Con nó hí rồi. Bây giờ là bao tử. Rồi. Hết tàu đến 5 mọi người. Chứ làm mày cũng thơm lắm. Cháo này mình hưởng sáng không được, mình không xin không chè. Cho không chè. Đâu nữa. Làm vô hết luôn. Dặn chén nước mắm đồ vô cho vừa luôn. Dặn canh vô vừa luôn các bạn. Nói không? Ớt chứ không vô vừa. Sao ăn được không hưởng sấy, không xin luôn. Người mà trẻ ăn không được các bạn ơi. Hẹn hồi nó cho mấy cubi. Tâm chè 6 tô rồi các bạn. Thằng này con thánh mà. Tự nhiên chè ăn đâu nọ. Vậy gần no rồi. Mà cũng ngán thịt, quá nhiều thịt. Nhiều thịt lắm mọi người. Hôi ra. Ra hiểu. Rồi, mình vô khác. No rồi mọi người. Hết đâu này. Còn 4 tô lại để dành cho mấy cô Bi đi. Lại này mình đến đâu đánh mà, mình mua 10 tô. $25.000 một phần. Ngon lắm các bạn. Sáng xỉn mà ăn mấy này là ngon. 5 phần rồi. Nó là mọi người. chè ngoài thánh gán không được, ăn vừa no nghỉ. 6 phần. Vậy rồi, 6 phần rồi bạn. Làm hết được 6 phần. Có nhân 150.000. Đi bụi. 6 phần là 150.000 chứ. Ơi, cảm ơn các bạn đã thích video này nha. Các bạn nếu có thích video này bấm cho Tâm Chè ăn like nha các bạn. Rồi có thích thì bấm đăng ký giùm Tâm Chè, bấm vô cái chuông luôn nha mọi người. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn video lần sau.